Xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Có rất nhiều anh em đang sử dụng cây đàn organ Kutmin K300S á, thì có hỏi mình rằng trên cây đàn organ Kutmin K300S thì những cái âm sắc nào và chỉnh như thế nào để có thể đàn phục vụ cho nhà thờ được một cách hay và hiệu quả nhất. Thì hôm nay mình sẽ làm một video để mình hướng dẫn các bạn chọn âm sắc cũng như là tùy chỉnh làm sao cho âm sắc trở nên hay, phù hợp với lại đàn phục vụ nhà thờ nha. Mặc dù câu hỏi là organ Kutmin K300S, nhưng mà tại vì thì trên K250 và K350 nó cũng sẽ tương tự thôi. Thành ra anh em có thể áp dụng cho cả K300S, K250 lẫn K350 nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở đàn lên nè. Để nói về môi trường đàn nhà thờ á, thì anh em nên tận dụng được cái tiếng string ha. String là một tiếng rất là dễ sử dụng, gần như các môi trường nào cũng sử dụng được hết. Tại vì string thì nghe nó rất là sang trọng, rất là nghiêm trang, và nó cũng rất là mềm ha, rất là dễ đi với các nhạc cụ khác hoặc là các thể loại âm nhạc khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ mở tiếng string ha. Đối với cái đàn organ Kutmin K300S á, thì nó dễ chỉnh hơn ha. Anh em nhìn ở đây thấy chữ string rồi thì anh em bấm vô luôn ha. Còn những cái đàn kia thì anh em bấm số nha. Rồi đây là tiếng string. Đó là tiếng string. Để cho tiếng đàn trở nên mềm, mướt hơn thì sau khi chọn tiếng string, anh em làm cho mình bước thứ hai đó là tăng reverb ha. Bấm shift và vào full sound. Nhấn nhiều lần ha. Khi nào thấy chữ reverb house thì ok ha. Đây, reverb house 1 anh em thả ra. Đưa lên reverb house 3. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba anh em bấm shift và full sound một lần nữa để tăng mức độ reverb lên ha. Đang là 35. Mình sẽ tăng lên khoảng chừng 70 mấy, 80 ha. Rồi thì bây giờ anh em nghe tiếng đàn nó sẽ mướt hơn ha. Đó. Thêm một bước nữa để mình hoàn tất tiếng string nha. Đó là anh em mở chức năng duo này lên để cho tiếng string được chồng thêm một tiếng string nữa. Có nghĩa là hai dàn string cộng lại luôn sẽ rất là dày luôn ha. Rồi. Đối với cái đàn organ Kutmin K300S thì chữ duo nằm trong dòng chữ bạc thì anh em kết hợp nút shift nha. Còn những cái đàn mà không có dòng chữ bạc thì anh em bấm thẳng vô. Rồi mình sẽ mở duo này, shift, duo. Mặc định nó sẽ là ra string rồi ha. Anh em nghe nha. Đó, rất là hay anh em ha. Rồi mình sẽ nói nhanh lại nha. Mở tiếng string, chỉnh lên reverb house 3, tăng mức độ reverb lên 80. Sau đó là mở duo thêm một tiếng string nữa ha. 4 bước. Rồi một tiếng string. Mình sẽ tắt đàn để làm lại những cái âm sắc khác cho anh em khỏi bị lộn nha. Và nó từng bước hơn. Mở đàn nè. Thêm một âm sắc trong nhà thờ hay dùng, đó là âm sắc organ. Tiếng organ là một cái tiếng tạo ra được cái sự trang trọng, cao cả, oai vệ. Vì vậy thì tiếng organ rất là hay dùng trong đàn phục vụ nhà thờ ha. Thì cũng như cũ nha, cái đàn organ này thì mình dễ xài lắm. Mình nhìn đây mình thấy chữ organ này ha, draw organ này, bấm vào. Anh em nên sử dụng cái âm sắc là church organ nha, tăng lên. Nó nằm ở cuối á anh em. Đây, church organ nè. Anh em thấy tiếng nào hay thì anh em lấy thôi. Rất nhiều tiếng organ ha. Rồi mình sẽ lấy tiếng 80 này ha. Sau đó bước thứ hai là anh em tăng reverb ha. Shift, full sound, bấm nhiều lần. Lên reverb house 1 mình sẽ tăng lên reverb house 3. Bước thứ hai rồi đúng không? Bước thứ ba là tăng mức độ reverb lên khoảng chừng 75 đi ha. Cái tiếng nào nó mềm thì anh em tăng cao, còn tiếng nào nghe nó đanh quá thì anh em tăng ít thôi. Rồi anh em nghe nó hay hơn ha. Đó, hay hơn rồi đó. Rồi cũng như cũ, anh em thể pha thêm một tiếng nữa để âm sắc được dày hơn ha. Bấm shift duo, mặc định nó sẽ pha với tiếng string. Nếu anh em thấy hay thì anh em để im ha. Còn nếu mà anh em muốn dày
theo kiểu là oai vệ luôn, không có cái tiếng string mềm á, thì anh em có thể đổi ha. Khi anh em bấm dual thì nó sẽ mặc định là string. Anh em không thích string, anh em chọn tiếng ha, thì nó sẽ đổi cái tiếng pha. Mình sẽ chọn luôn tiếng pha là tiếng organ đi ha. Rồi mình sẽ lấy một tiếng organ chết khác. Đây đi. Rồi anh em nghe bây giờ nó khủng khiếp ha. Rất là hay luôn. Rồi, thêm một điều nữa là anh em để ý trong cái đàn organ ở nhà thờ sẽ có 3 tầng. Một tầng để chơi tay phải với một âm sắc nào đó, một tầng tay trái và có một cái tầng bass. À, mình sẽ dùng bàn chân mình dậm những cái nốt ở dưới chân để nó tạo ra bass. Thì trên cái đàn organ Goodman á, anh em cũng có thể tạo ra được một cái tiếng bass tương tự như vậy ha, để mình mô phỏng. Đó là anh em sử dụng chức năng lower. Sau khi đã chọn được tiếng tay phải ha, đã chọn được tiếng bè và xử lý rồi á, thì anh em sẽ chọn thêm chức năng lower. Đối với cái đàn organ Goodman K300S ha, lower nằm trong dòng chữ bạc thì kết hợp nút shift nha. Còn những cái đàn không có chữ bạc anh em bấm luôn. Rồi mình sẽ bấm ha, shift lower. Rồi cũng như hồi nãy đó, mặc định tiếng trầm của nó sẽ là tiếng string. Anh em nghe bên trái nha. Bên phải. Khác nhau hoàn toàn ha, bên phải là tiếng chính của mình nè, tiếng organ, còn bên trái là tiếng bass của string. Nhưng mà cái âm bass á, thì mình muốn chơi cái tiếng rền, cái tiếng guitar bass thì mình sẽ đổi ha, chuyển qua guitar bass. Đó, anh em thích tiếng nào thì anh em lấy ha, cứ nghe thử nha. Bass đâu? Rồi bass đây. Thấy tiếng này ok nè ha, 153 nè. Rồi anh em chọn tiếng bass, nhưng mà tiếng bass này nó cao quá nè, nghe nó không đã. Anh em bấm octa ha, trừ xuống đó, nó trầm hơn nghe đã hơn ha. Rồi thử nha. Nếu giả sử tiếng bass anh em thấy nó còn nhỏ quá, anh em muốn tăng lên vẫn được luôn, rất là hay anh em, vẫn được luôn. Anh em vào chữ mixer nha. Rồi dòng chữ bạc ship mixer. Rồi. Chọn lên. Cho 1, cho 2, cho 3. Upper 1 là tiếng chính nè anh em. Upper 2 là tiếng dual. Lower là cái âm tay trái mình đang cần tăng nè, tăng lên. Đó, mình tăng mát lên anh em nghe nó khác liền ha. Anh em thấy rất là hay ha. Rồi piano hay là những âm sắc khác anh em dùng thì cũng tương tự nha. Chọn âm sắc, lên reverb hao và tăng reverb lên tầm 70 đến 80 tùy vào âm sắc. Rồi nếu anh em thấy nó mỏng thì anh em có thể dual để pha thêm. Tiếng pha thêm không thích thì anh em có thể chọn tiếng dual khác ha. Ok anh em, đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với anh em trong ngày hôm nay. Những âm sắc phù hợp với đàn phụng vụ nhà thờ và chỉnh làm sao cho nó hay. Cảm ơn anh em đã đồng hành suốt video này. Có gì chưa rõ thì anh em có thể để lại comment, hoặc là anh em có thể liên hệ với mình qua hai số điện thoại trên màn hình, hoặc anh em có thể tham gia Facebook Hội sử dụng đàn piano organ Goodman. Anh em có thể tham gia và đăng bài lên đó ha, thì mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror.